Rồi, trước mặt có cái bàn rồi đó, em đưa tay ra. À, ngồi sát xuống ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Em tự giới thiệu là em tên là Lê Hữu Phước, 34 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Hiện tại em làm công ty lóc lóc, là bên bộ phận chỉnh lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất. Và ngoài ra còn nhà làm vườn, trồng điều với tiêu với lại rau sạch rồi. Ở đâu? Cây trái ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay chỗ Thái Dịch. Vừa đi làm công ty. Dạ. Mà vừa ở nhà trồng tiêu điều nữa. Tiêu điều với rau sạch rồi. Rau sạch nữa. Quá đã. Cây trái rồi, quá trời. Cây ăn trái à, ví dụ trái gì? Trái măng cục rồi, sầu riêng, bơ. Vậy hả? Nhà rộng lắm hả? Có vườn rộng lắm hả? Dạ rộng, ngồi mặt đường chính luôn á. Mặt đường chính luôn? Dạ. Đang ở nhà với ai? Nhà ở với ba mẹ, nhà có con trai một, còn hai đứa em gái. Hai đứa em gái rồi, có gia đình chưa? Dạ có rồi. Gái đi ra riêng, đi theo chồng hết rồi? Dạ, ở gần đó luôn. Ở gần vòng vòng đó luôn, còn trong nhà mình ở mình với ba mẹ thôi. Dạ, ba mẹ, bà ngoại nữa. À, có bà ngoại nữa, ở chung với ba mẹ với ngoại. Quê gốc mình là ở đâu? Gốc ở Quảng Ngãi mà vô đây, em sinh ở trong này lâu rồi, sinh ở trong này từ nhỏ rồi. Rồi, em gái, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Tạ Thị Trắng Tươi. Em đến... Cái gì tươi? Tạ Thị Trắng Tươi. Tạ Thị Trắng Tươi. Trời ơi, nghe cái tên thấy trắng tưng bừng rồi ha. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Tây Ninh ở khúc nào? Dạ, ở Trắng Bàng, Tây Ninh ạ. Chà, cũng xa nhau, trăm mấy, gần 200 cây à. Có đi Tây Ninh lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa đi Tây Ninh luôn. Đi Bà Rịa Vũng Tàu lần nào chưa? Dạ, đi rồi ạ. Đi rồi ha. Thế rồi là mình đang ở với ai? Dạ, em ở với mẹ. Rồi giờ yêu xa có ngại không? Dạ, không ngại ạ. Ở xa vậy rồi em muốn bao lâu em gặp bạn trai được lần? Thì tùy theo công việc. Nếu mà hai người hợp tính nhau thì khoảng 2 tuần hay là 1 tháng. Bây giờ ở xa vậy rồi em tính, thí dụ mà giờ em mở cái cửa trái tim ra rồi em thích bạn gái quá nè, tìm hiểu thấy ưng bụng quá, rồi bao lâu em thăm ta được một lần? Nếu mà xuống ca thì bà bố nghỉ 2 ngày xuống ca thì lên thăm. Mấy ngày? Tuần 2-3 lần. Một tuần đi 2-3 lần, từ Bà Rịa Vũng Tàu chạy lên Tây Ninh tuần đi 2-3 lần. Dạ. Rồi bỏ ăn bỏ làm bỏ. Đâu làm bố nghỉ 2 ngày, em nghỉ 2 ngày liên tiếp mà. À, làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. À, nghỉ 2 ngày liên tiếp luôn. Là 2 ngày đó đi lên thăm bạn gái. Dạ. Rồi tối ngủ đâu? Mình tự tìm cách. Tự tìm cách. Trời ơi nghe thấy thương quá. Vậy được không em? Uống tuần là 7 ngày, đi làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. Dạ, làm 4 ngày 12 tiếng, nghỉ 2 ngày 2 đêm vậy. Thì cũng mới có 7 ngày 6 ngày còn ngày đâu. Tuần 7 ngày lận. Nó cũng như vậy. Cả ngày thì em nghỉ được 3 ngày luôn, 2 đêm. Thôi tôi cũng hiểu rồi, hai người nói vụ ngày giờ đi sao nói kỳ, một tuần có 7 ngày. Đi làm 4 ngày. Nghỉ 2 ngày. Còn ngày đâu? Nó làm ca như vậy, cả ngày cả đêm vậy. Cả ngày cả đêm. Cũng chưa hiểu luôn. Hiểu không? Chưa hiểu. Chưa chút xíu hai người tự tìm hiểu cái vụ ca đó nha, sao chị rối quá. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em chịu khó. Rồi hoạt bát công việc. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của em là gì? Nhút nhát rồi hay nhẹ lòng. Nhẹ lòng là sao? Thấy người nào ấy nhẹ dạ. À, nhẹ dạ. Nhẹ dạ cả tin. Dạ dạ. Ai dụ có như móc hết phải không? Tìm người. Hồi đó giờ có bị ai dụ ai gạt gì chưa? Chưa. Chưa gì cũng đâu có gì đâu, có tin hay gì đâu. Tin người là mình ta gạt ta dụ mình gì chứ còn. Dạ dạ. Đúng không? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Trắng tinh. Trắng tươi. Trắng tươi. Dạ, điểm mạnh của em là năng động chứ vui vẻ. Điểm yếu là em nóng tính. Nóng tính? Dạ. Nóng tính là nóng tính sao? Trong công việc hay là trong mọi trong thứ? Trong công việc. Rồi nóng tính là nóng tính với ai? Giống như là công việc sai á, nhiều khi mình... Nghĩa là người khác làm mà sai là mình bực mình á hay sao? Người khác làm sai mà trách nhiệm không thuộc về ai á thì mình cảm thấy khó chịu. Về tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trải qua một mối tình. Một mối tình, quen được bao lâu? Dạ, quen được một năm. Quen năm, rồi sao chia tay? Cái cách suy nghĩ hai người khác nhau nên không có tiến xa được nên cụ chia thể tay. Là ví dụ khác nhau cái gì? Ví dụ em nghĩ sao mà người đó nghĩ sao? Về cái cách sống thôi. Ví dụ? Em muốn đi làm, bạn đó thì muốn em ở nhà. Nên hai người không hợp nhau thì chia tay. Chia tay, chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được một năm. Năm, từ đó đến nay là có mối tình nào khác nữa không? Dạ, chưa ạ. Có ai để ý chưa, ngắm nghía gì chưa? Dạ, có nhưng mà em thấy không hợp. Dễ thương mà sao không có người để ý được.
đúng không? Rồi em ví dụ giờ sau này em lấy vợ em về rồi em có cho vợ em đi làm không hay là bắt vợ em ở nhà? Tùy sở thích của vợ, em cứ đi làm thì phụ với chồng cũng được. Hai người phụ qua phụ lại nương tựa nhau. Phụ qua phụ lại là phụ gì? Phụ qua phụ lại là cho kinh tế mà nó phát triển lên. À, có nghĩa là vẫn cho vợ đi làm nặng kinh tế phụ hỗ trợ qua lại đúng không? Dạ. Chứ không có bắt vợ ở nhà đúng không? À, phụ qua phụ lại tưởng đâu làm công việc phụ rồi đi làm chung vậy rồi về rồi có phụ vợ làm việc nhà không? Có, em siêng năng chịu khó nhặt đồ cái gì cũng làm. Muốn muốn bắt dâu hay là muốn ở rể? Muốn bắt dâu chứ. Muốn bắt dâu chứ. Đi làm dâu xa được không? Gần mà đi Vũng Tàu gần. Vô gần, ta nói gần không có xa. Đi làm dâu được không? Dạ, cái đó là tùy theo cái cuộc sống nên cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, thật ra lấy chồng phải theo chồng thôi. Chà, mà ta tên trắng tinh mà đi về Vũng Tàu nắng gió chắc đèn. Ôi, đó thoải mái nhà em, thoải mái dễ chịu chút đó. Rồi, tình trường em sao rồi? Trường xưa cũng có quen một hai ba mối tình. Hai ba mối tình luôn? Mà do hồi xưa trẻ chưa có chín chắn, chưa nghĩ tới sau này lập định để thời gian trôi qua đi qua vậy thôi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Có một mối tình cùng họ nên về nhà bà già không chịu thôi xưa. À, cùng họ. Rồi từ đó tới nay bao lâu rồi? 7-8 năm rồi. 7-8 năm nay không quen ai hết trơn trời. Có người làm mai mối mà thấy không hợp nhau rồi thôi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Biết nấu ăn rồi mấy năm lăm vui vén lâu vén như tình. Này còn em, em muốn tìm một mẫu người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Chia sẻ trong công việc với lại biết lắng nghe và quan tâm gia đình nhiều hơn. Em biết nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn chắc một mình em ăn được. Chắc mình em ăn được, nhưng mà thật có hay nấu không? Nói chung là cái gì mình phải học hỏi, mình học tập và từ từ mình nấu chưa ngon, mình nấu riết nó thành thói quen rồi cũng từ từ nó cũng sẽ ăn được. Dạ. À, nói chung người ta chỉ muốn mình biết nấu ăn thôi, còn ngon hay không là chuyện khác. Dạ. Nấu ăn ngon quá mở nhà hàng rồi. Trong nhà ví dụ cơm canh đồ thịt kho cá kho đồ mừng được vậy là được rồi. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi về ngoại hình thì em muốn người chồng như thế nào? Cao hơn em, chững chạc và quan tâm nhiều hơn. Chững chạc quan tâm nhiều hơn. Rồi, em cho các chị coi hình hai bạn coi. Về đây. Ba cái đồ. Ba anh này mặt cũng ngang ngang nhau à, khó lựa dữ á. Rồi trong năm cô này có một cô đó thích cô nào gả cho, ráng kiếm đi. Ba anh này sao tự nhiên vô chọn ngay anh này hay vậy? Ủa sao tự nhiên ba anh mà vô chọn chỉ ngay đúng anh đó hay vậy? Lý do? Tôi thấy người này cao. À, mà em thích người cao hả? Đâu phải, tại hai ông này ngồi, ông này ông đứng chứ là phải ông cao. Mà em nghĩ người 34 tuổi là không phải người này. À, mà giờ quyết định mà chọn người nào? Người đó đúng không? Dạ. Rồi giữ đi, lát tôi gả ông đó cho. Bên đây, chọn người nào? Hả? Tại sao lại chọn cái người đứng chính giữa này? 32 tuổi. Phải không? Không biết. Hình sao mắt chị Tường mờ lắm không thấy. Nói chung là cô áo đỏ đó phải không? Rồi giữ yên nguyên nó đi, rồi tôi mở cửa trái tim ra cho coi nè, coi đúng không nè. Mở cửa trái tim. Chị hay chào. Quá bạn gái hay lắm luôn nha. Bạn gái vừa đưa tấm hình cái chỉ ngay trúng em liền luôn á. Rồi. Rồi đây em hỏi cổ có phải cô đó không vậy? Phải rồi. Phải không? Phải hả? Cô áo đỏ đó hả? Hả? Dạ đâu phải đâu. Không phải đâu, quay là hỏi cổ có cô nào. Cô này không? Em mặc áo màu trắng nè. Trời đất. Đâu đưa coi coi. Phải màu trắng không? Người ta nói phải, không lẽ người ta còn gạt mình nữa trời. Vậy là sai xuống rồi. Xuống thì sai rồi. Bởi vì chị cũng thấy rồi, đâu có phải cô này mập hơn. Phúc, em không nghĩ cái này. Sai rồi đúng không? Giờ sao? Rồi giờ sao? Giờ đi kiếm cô áo đỏ làm mai cho em hả? Không. Cô này được không? Được. Mà giờ sai rồi, giờ sao? Biết sao giờ. Giờ bị phạt nha. Hát hò hít đất thục dầu. Hát được không? Dạ thôi hát. Rồi hát tặng cổ một bài coi như là phạt đó. Bỏ qua đi bà. Hả? Bỏ qua nha. Sao bỏ qua được? Thì hát rồi bỏ qua. Ngồi đi, ngồi đi, không cần đứng. Ờ, ngồi biểu diễn thoải mái. Phước hát bài Hãy Về Đây Với Anh. Trời, không biết lựa bài dữ ha. Rồi, mời Phước. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trước sân. Mình lạnh cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từ hàng cây trước sân, dường như cũng đã sát sơ yên lòng. Hát cái đó em biết hát. Vậy được không em? Có bỏ qua không? Bỏ qua đi mà. Thôi bỏ qua đi mà. Rồi cái này qua luôn, qua trái tim luôn. Không có đi đâu xa hết. Rồi đúng rồi, đưa qua. Lựa nhiều thứ nhưng mà anh chứ lưỡi cái này. Cái đó là cái gì vậy em? Để cái khăn tròn này mùa đông áp này.
cho em đỡ lạnh rồi à. Những khi nào ấy là nhớ đến anh. Rồi vậy vòng qua bển, đeo vô cho cổ, đeo vô cổ cho cổ luôn. Rồi, đẹp dữ ha. Đây cũng phim trường cũng hơi lạnh á. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Hôm nay cái gì? Rồi, tặng luôn. Em có cái viết tặng anh kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Ừ, anh cảm ơn. Xuống đây hai bạn. Khi mà chị Tường mới mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Thấy một người đang tìm kiếm. Thấy người nữ gia đình. Người gia đình. Thấy sao? Hay, thấy thích. Hay thích. Mới nhìn là cái biết là người phụ nữ gia đình luôn. Hay dữ vậy đó hả? Thấy ánh mắt rồi thích rồi phải không? Chịu khó, dạ thích. Rung động rồi phải không? Dạ. Em sao? Em có cảm giác gì không khi mà mở cửa trái tim này ra? Cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em thấy anh cũng là một người quan tâm của gia đình. Nhưng mà nhớ cho kỹ là khoảng cách cũng trăm mấy chục cây, đi cũng 3-4 tiếng. Dạ, cái vấn đề nó không sao, để mình cố gắng rồi mọi thứ sẽ thành công. Ví dụ như được yêu nhau là bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Nếu được 3-6 tháng. Lẹ dữ vậy, được không em? Dạ, em nghĩ là 1 năm trở lại. 1 năm trở lại. Dạ, thôi dạ, cũng... mình đã nói vậy thôi, dạ, còn dạ, mình dạ. từ mình quen rồi mình trả giá. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Được không? Dạ, 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 được. Rồi thí dụ như là cổ theo em đi về dưới quê em, rồi em có xin được việc làm cho cổ không? Dạ, ok, cái vấn đề đó thì không quan tâm gì hết. Có gì thì anh tìm cho em việc làm ở gần nhà thì thoải mái lắm. Không, thoải mái mình ta có... Đến, em có mấy em gái em làm cây rồi. Nhà thì nếu mà cứ có kinh doanh thì mở tiệm thì thích đi làm cái gì làm. Anh đắt đai rộng rãi thì mở ra cho em làm. Nói chung là kinh tế ổn định nha, vô tư ha. Vô tư. Ổn, được. Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét, có chỗ ở không? Rộng không? Rộng rãi, thoải mái. Ngang mấy mét, dài mấy mét? 40 mét mặt đường. 40 mét ngang mặt đường? Dài 400 mét. 400 mét mặt đường luôn, bự dữ vậy á. Dạ. Rồi. Có đất rẫy nữa chứ. Có đất rẫy nữa, cái đó là đất ở nhà riêng, còn rẫy riêng. Rẫy riêng luôn. Rồi ai đứng tên? Nhà có mình là em trai một, rồi ba mẹ đang 60 số mấy rồi. Rồi, ổn rồi ha. Thôi giờ để hai bạn tâm sự riêng với nhau nha. Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ nè, xíu mại nấm đông cô nè, bánh xếp hẹ chiên và giò chó quẩy, nhồi tôm chiên giòn. Ha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, tâm sự muốn hỏi gì hỏi nha. Tìm hiểu muốn đánh nhanh rút gọn 3 tháng 6 tháng là phải hiểu nhau mới được, đúng không? Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Dạ mời anh ạ. Mời em nha. Dạ anh em. Tiếng ngại quá. Nếu mà trong một cuộc trò chuyện á, thì ví dụ em và anh xảy ra chuyện tranh luận về một vấn đề đó đúng hay là sai, chưa có giải quyết được vấn đề, thì theo anh thì anh xử lý như thế nào? Cùng nhau bàn bạc từ tìm giải quyết. Không, ý đó, em nói là một câu chuyện, một vấn đề đó em và anh ai cũng đều muốn đúng hết. Anh để anh chịu thiệt thôi, để em chịu đúng được. Nhưng mà mình nói như thế nào để mình thuyết phục đối phương là đúng hay là sai? Hỏi người lớn mà thử. Câu chuyện của hai người là hai người tự giải quyết, không có thể để người lớn. Khó chứ. Chứ sao đây trời. Thôi cái đó anh suy nghĩ đi, từ từ anh trả lời em cũng được. Nếu đừng từng anh lên thăm em lần luôn được. Nhưng mà thời nay mà công nghệ, nếu mà anh bận hay là em bận thì chúng ta có thể gọi điện nói chuyện với nhau. Còn nếu mà anh lên á, thì ví dụ công việc em á, ngày đó em nghỉ thì em sẵn sàng. Nếu sau này ấy thì em có thích kinh doanh thì làm gì không? Riêng em thì không thích kinh doanh cho lắm, nhưng mà em thích đi làm để ổn định kinh tế của mình thôi. Anh nghĩ công ty nhiều, nếu mà sau này có được thì về đó anh nhờ mấy đứa em xin giùm cho. Dạ. Anh đã quen với mấy đứa em nhiều á. Dạ. Anh ăn gì? Anh thấy anh sao? Anh thấy anh cũng quan tâm, vui vẻ, cởi mở. Dạ. Còn anh nhận xét về em như thế nào? Em cũng hiền, cũng thấy chân thật. Mời anh ăn à? Em ăn. Muốn ngại.
Em ăn đi chứ sao? Dạ. Em mới ăn gì? Hả? Em nói gì? Anh có thường đi chơi với bạn không? Có bạn bè cũng rủ đi nhưng mà anh làm biến lắm. Anh làm ra về nghỉ ngơi ở nhà. Rồi thỉnh thoảng ví dụ trong một năm đó anh có thích đi du lịch không? Nếu bạn gái nếu đi thì đi cùng bạn gái thì được. Xưa anh đi giờ lớn làm ăn không cứ đi chơi. Vậy anh ở Vũng Tàu, anh ra Vũng Tàu nhiều không? Xưa em đi quá trời, giờ chưa đi. Giờ chưa đi Vũng Tàu luôn. Có em thì đi. Có em thì đi. Chở em đi. Mà anh nói ăn cũng ngon lắm. Tại em không biết nói. Em muốn về mẹ anh dạy cũng được. Điều gái anh cũng biết ăn sơ sơ rồi chứ. Rồi, tâm sự được nhiều chưa? Sơ sơ hơi, sau này ra ngoài. Rồi vậy mai mốt hẹn hò là hẹn hò ở đâu, hẹn hò sao? Chắc bị thẳng lên quá, chịu khó một tí. Chịu khó một tí hả? Nãy giờ hỏi nhà cửa chưa, biết nhà biết cửa chưa? Nói số điện thoại, Zalo rồi. Chưa đi lần nào biết đường đi không? Mình hỏi chứ. Bây giờ chị hỏi nè, giờ sau này ví dụ như mình lấy vợ về, mình lập gia đình có vợ con rồi đó, thì trong gia đình kinh tế trong nhà ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý, em không có thiếu tiền. Mình định muốn sinh mấy đứa con? Hai đứa, có trai có gái. Rồi rủ như không có trai có gái thì sao? Nhiều khi gái hết trai hết rồi sao? Sao cũng được, trời cho sao như vậy. Đúng rồi, chứ tự nhiên muốn trai đứa gái. Bây giờ ăn thua em á, ai biết cái giống em nó gái gì. Nhưng mà sống tốt thì sao được hết. Sống tốt là được hết á hả? Em nghĩ là gia đình thì hai người cùng chia sẻ. Ví dụ anh ấy gặp khó khăn thì cũng nói để cho em biết, để hai người chia sẻ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải là khi anh ấy gặp khó khăn thì anh ấy không nói gì thì bản thân mình cũng không biết. Em thì nghĩ như thế nào? Quan điểm thì yêu là em là tin tưởng lẫn nhau rồi nắm tay cùng nhau vượt qua nữa. Thế là hai bạn cũng khá là trùng khớp với nhau ha. Rồi, mở em bóc một lá bài trong này. Đọc lớn lên những yêu cầu của chương trình rồi mình thực hiện nha. Thử đặt tên cho con tương lai của hai bạn và chia sẻ ý nghĩa cái tên. Trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ ví dụ như là đẻ con gái em đặt tên gì, đẻ con trai em đặt tên gì đó, ví dụ vậy đi. Anh ơi, nếu mình sanh con gái á, thì anh đặt tên là gì? Gái à? Đó giờ có suy nghĩ tới chuyện đặt tên con chưa? Chưa, tên Phương cũng được. Tên Phương, lý do ý nghĩa. Người ta hỏi ý nghĩa của cái tên nữa. Tên giờ mình nói cũng chưa biết, tới sau này mình biết được. Nhưng mà mình thích á, chứ hồi chị còn nhỏ xíu là chị hay tính đặt tên con trước hết trơn. Chị nói thiệt, tên con chị là chị đặt lúc chị chưa có chồng luôn á. Mình tính trước á, con gái à, tên gì, con trai tên gì mà cuối cùng rất quốc á. Đẻ được con đứa. Để bạn hỏi em thì anh nhường cho em đặt đó, em đặt con tên gì? Đặt trước đi anh. Nếu mà con gái á, thì em đặt tên là An Nhiên. Hy vọng bé sẽ vui vẻ trong cuộc sống. Được không? Tên đó ổn không? An Nhiên. Ông ba phải quá à. Cái gì ông cũng là đúng là thiệt á, dạy thiệt, cái gì cũng được. Còn nếu con trai? Nếu con trai thì em đặt tên là Bình An. Bình An, con gái là An Nhiên, con trai là Bình An, tên hay á, được không? Yeah. Chắc không? Em họ gì? Họ Lê. Họ Lê, Lê An Nhiên, còn Lê Bình An cũng được mà, tên hay mà, đúng không? Dạ. Rồi bóc thêm lá bài nữa đi em. Rồi đọc lớn lên coi yêu cầu gì trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói anh đừng đi hoặc em đừng đi. Làm được không? Ôm đối phương. Ông đọc ôm mà tôi nghe hôn. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói em đừng đi. Rồi đi qua sau lưng cổ làm thử coi. Xin phép cổ ôm cổ một cái rồi nói coi. Để thôi hồi cổ đi á. Mạnh mẽ lên, tự tin lên. Xin phép nha em nha. Rồi em đứng lên đi, đúng rồi đó. Rồi. Ngại quá vậy. Tự nhìn cổ nhìn tôi làm chi trời. Nói với cổ á. Em đừng đi. Thế này để anh chúc em bấm nút thì anh sẽ biết. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn. Cảm xúc trong người thấy sao? Cảm thấy được. Được là sao? Em thấy có cảm giác. Lâu rồi trái tim không rung động phải không? Vậy thì em phải cố gắng lên ha. Làm sao cho người ta thấy được rồi. Cái tấm lòng của mình, sự chân thành của mình. Đến đây là một cái duyên của hai mình gặp nhau. Em hãy cho anh cơ hội để em tìm hiểu nhau. Nếu được thì sẽ tiến tới xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng qua cuộc trò chuyện hôm nay. Hy vọng
anh và em sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Ok. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Qua đây cơ, qua đứng chung một bên nè. Cũng thầy nhau. Và bây giờ hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, cho cái ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bếp không em? Không em. Rồi. Chú là Phan Hồng Sơn. Hiện tại đang sống ở thị xã xuống Cập Cầu, tỉnh Phú Yên. Sinh năm 1961. Dạ, 1961. Hiện tại chú làm công việc gì nữa không hay là mình nghỉ hưu rồi ạ? Chú nghỉ hưu rồi. Dạ, rồi, rồi. Chú có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chú cảm nhận về bản thân của mình á. Chú sống trang hòa. Rồi. Dễ gần. Rồi. Hào sảng. Thích thể thao, yêu thơ. Yêu thơ. Rồi, còn gì nữa không chú ơi? Rồi thì vậy thôi. Vâng, chú có mấy con rồi? Chú có một con. Cháu lớn, em lớn rồi. Đã có gia đình và có cháu nội. Chú với cô là ly hôn à? Chú với cô đã ly hôn cách đây hai mấy năm rồi, 27-28 năm rồi. Thời gian dài như thế mà chú chưa tìm được mối quan hệ nào cho mình như sao ạ? Biết nói với cháu như thế nào, cũng có rồi. Vâng. Nhưng mà cảm thấy không hợp. Gần đây nhất là cách đây gần 6 năm. Chú có quen và sống chung với một người là con của em kết nghĩa của ba chú. Sống được gần 6 năm. Bắt đầu người ta hung dữ quá rồi. Người ta nói thế nào nhỉ, phát hiện người ta ngoại tình, nhưng mà chú khuyên bảo người ta bị chú ghen tuông cái này kia, mà rõ ràng chú thấy người ta vào nhà nghỉ luôn ấy. Mà người ta người này ấy phải nói là giáo viên cấp 1, cũng khá xinh đẹp, nhưng mà sống phóng túng quá, rồi không thủy chung, hung dữ nữa. Nên chú im lặng rút lui luôn. Dạ vâng. Lại tất cả về nhà xung cầu. Người cô ấy phải nói cô ấy nhỏ hơn chú tới 19 tuổi. Dạ. Mà quê ở Bình Định, là con của em kết nghĩa của ba chú. Thì cô chú gặp nhau ấy, thì khi cô ấy đã có hai bé rồi. Vâng. 6 năm chú nuôi dạy hai bé nên người. Bé lớn đậu đại học cảnh sát. Bé nhỏ đang học lớp 8. Nó rất thương yêu chú. Mẹ nó bắt nạt chú, ăn hiếp chú. Nó biểu ba to như thế này mà ba sợ mẹ, để mẹ ăn hiếp bắt nạt. Con đáng yêu quá. Dạ. Vậy thôi. Đấy. Chú đã rút lui về nhà được 7 tháng rồi. Nhưng mà không thấy người ta gọi điện hồi âm nhé. Gần đây tình cờ chú đến nhà bạn, thấy hai vợ chồng thích chương trình hẹn hò, rồi ngồi chơi nói chuyện. Cái chú suy nghĩ không có gì phải buồn khi người ta như vậy. Đúng không? Hãy đi tìm
một nửa đã mất của mình nên chú đăng ký chương trình. Vâng. Thế với người cái người vợ đầu tiên ấy thì lý do mình ly hôn là gì ạ? Ngày đấy đi nhiều quá rồi gia đình họ làm những việc mà mình nói như thế nào mình không thể làm nên quyết định ly hôn. Là do gia đình mà ép chú phải làm trong những cái công việc mà chú cảm thấy vi phạm pháp luật chú không làm. À, đúng rồi, đàn bằng. Rồi, bây giờ lớn tuổi rồi thì chú mong muốn tìm được mẫu người như nào chú? Chú chỉ mong muốn về hình dáng không quan trọng với chú, miễn là đẹp trong mắt chú, người ta chê xấu nhiều cũng được, nhưng mà chú yêu theo cảm tính cháu ạ. Đẹp trong mắt chú là chú thấy được thôi, và tuổi tác để cho phù hợp thì thường bạn chú với cái tuổi như vậy thì chú phải, người ta nói trẻ hơn tới 7-8 tuổi. Vâng. Chú mong muốn người phụ nữ của chú, một nửa của chú phải nhỏ hơn chú từ 10 đến 13 tuổi. 10 đến 13 tuổi. Có khó khăn gì không cháu? Dạ không, thì chú cứ nói lên cái nguyện vọng của mình thôi. Xong bọn cháu thì đại khái là chú tìm một người đã mất của chú bạn. Dạ. 50 đến 53 tuổi. Dạ. Chú ơi, nhưng mà chú đang hiện tại chú đang ở xa ấy, thì chương trình ở là quay hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chú có thể sắp xếp bay vào đây để tham gia chương trình không? Được, được. Miễn là khoảng báo trước khoảng một tuần vậy. Chú báo trước một tuần. Chú là Phú Thọ đúng không chú? Sao? Chú là Phú Thọ đúng không chú? Không không, chú ở miền Trung. Phú Yên đúng không? Là Phú Yên. Ba Nam mà mẹ Bắc. Chú có thể nói được Bắc Trung Nam ba thứ tiếng. Hiện tại là chú đang ở Phú Yên đúng không? Đúng rồi, chú vẫn thích tiếng Bắc hơn. Dạ rồi. Về công việc nghề nghiệp của bạn gái thì chú mong muốn nào? Cái đấy với chú cũng không quan trọng. Miễn sao người phụ nữ ấy thông minh, hiền dịu và biết điều khiển được chú bằng dịu dàng thế thôi. Còn hình dáng rồi là công việc không quan trọng cháu ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Chú ơi, thì cái đây là cái hôm hôm nay là đầu tiên để làm quen với đại chú. Thì nếu mà tìm được cái người phù hợp nhá, thì cháu sẽ liên hệ lại với chú sau. Cháu cứ liên hệ theo số điện thoại thôi. Tại vì cái iPad của chú thì cũng vẫn số điện thoại của chú. Nhưng mà chơi cờ rồi bị cô ấy bẻ mất cách đây 7 tháng rồi. Dứt cái điện thoại nó bẻ rồi đập điện thoại của chú, iPad của chú. Tới giờ này chú cũng không mua, không sắm lại. Ủa nhưng mà chú ơi, cái cuộc tình thứ hai của chú với cái chị, cái cô đó là không có đăng ký kết hôn, chỉ là ở chung với nhau thôi đúng không? Không, không cháu ạ. Chỉ là hai người trước gặp nhau thì tức là mẹ vợ bây giờ, ngày xưa là cô thím, cô cái dĩa nè, nói chung là chú thím cái dĩa ngày xưa là bố của chú lại bố của chú với lại bố của cái cô đó là hai anh em kết nghĩa với nhau. Đúng rồi. Sau đó thì là mình quen nhau, mình sống chung với nhau thôi, chứ mình cũng không có làm đám cưới, không có đăng ký kết hôn đúng không? Có làm đám cưới, ba má chú cũng ra tận nhà
cũng làm à, mà không đăng ký kết hôn, lễ nhỏ nhỏ, nhưng mà cả hai đều nhất trí là có tuổi rồi, bây giờ cô ấy cũng đã lỡ một lần đó, chú cũng vậy, bây giờ người ta đăng ký kết hôn thấy nó kỳ kỳ sao á. Dạ. Không có đăng ký kết hôn. Nhưng mà giờ chú đi hướng nữa, vậy bây giờ chú đi hẹn hò, vậy cô có quậy chú không? Không không, tới đi 7 tháng rồi, chẳng có liên lạc gì cả. Không liên lạc nhưng mà lỡ đùng phát chú có bạn gái mới, cô đến cô quậy rồi sao, có quậy không? Chú nghĩ là không đâu, thì người ta không muốn yêu chú nữa. Người ta đã đi ngoại tình như vậy rồi, chú đã nhiều lần khuyên bảo và nói, nhưng người ta biết sống được, sống được thì phắn. Dạ rồi, ok chú, nhà chú sao đúng không? Chú, à, chú rút lui thôi. Dạ. Thôi đi ra rồi. Ở nhà chú xếp, chú bỏ lại tất cả. Nhà, đồ đạc, không lấy một cái gì, chú xách ra, vali chú đi. Dạ rồi, vâng chú Sơn nha, cảm ơn chú Sơn. Thì khi nào có lịch ghi hình thì chương trình báo chú thì chú vào được luôn đúng không? Từ Phú Yên vào đây được luôn đúng không? Được, được, ví dụ như đi máy bay thì có thể vào được trong ngày, mà đi xe chẳng hạn thì có 600 mấy cây mà. Thì dạ, chiều tối đi thì sáng sớm đã vào tới nơi rồi. Dạ, nhưng mà có cần báo trước chú bao nhiêu ngày không ạ? Có thể báo trước chú khoảng một tuần. Dạ, báo trước chú một tuần ha. Dạ rồi, vậy để bọn cháu tìm bạn gái cho chú, để bọn cháu báo chú nha. Chú hỏi một chút là ví dụ như có lâu không chồng? Cũng tùy á chú ơi, tùy duyên của mình á. Có người thì rất là nhanh nhưng mà cũng có người lâu á. Chú già. Chú... Dạ, chú muốn có sớm đang... hả? Không, chú đang nghiêng ngả. Chú muốn lớp chú trống để có niềm vui mới, quên hẳn. Dạ. Chú, lịch của bọn cháu á, thì cái lịch gần nhất nó là ngày 23 tháng 1, tức là còn khoảng 10 ngày nữa. Nhưng mà vấn đề là trong từ giờ tới lúc đó thì bọn cháu có bạn, có cái chị nào, cô nào phù hợp với cái tiêu chí của chú nữa hay không? Nếu như mà có người phù hợp nhưng mà ở trong Sài Gòn thì chú có vào Sài Gòn chú ở được không? Thì chưa gặp, mà bất cứ nơi nào trong Việt Nam thì có thể chú xếp được hết. Dạ, rồi, vậy thì nếu mà đâu thì bọn cháu tìm xong có người phù hợp thì bọn cháu hẹn lịch cái chú, thì lịch sớm nhất của bọn cháu thì đang có cái lịch đó thôi. Không cần phải sớm như vậy đâu cháu ạ. Dạ. Nói chung là sớm, càng sớm càng tốt. Nhưng mà vào khoảng bây giờ là tháng 1 ha, thì vào khoảng tháng 4 cũng được, tức là vào tháng 2 âm lịch đó, là tốt. Dạ, dạ. Ok chú ạ, dạ rồi. Vậy thì có gì bọn cháu sẽ liên hệ với chú nha. Rồi, chú cảm ơn chương trình và chú cũng rất mong chờ. Dạ vâng ạ, rồi. Dạ chương trình cảm ơn chú ạ. Dạ, rồi, bắt đầu chú Sơn ạ. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Chú có thể thoát. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Chú có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ chú. Chú bấm nút đỏ trên màn hình thoát cuộc gọi. Bấm nút đỏ chú thoát cuộc gọi đi chú. Bọn cháu phỏng vấn chú xong rồi ấy. À, rồi. Sống ở Gò Vấp luôn hả? Không, em sống ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Sống ở quận 11, chứ làm ở Gò Vấp đúng không? Dạ, đúng là rồi. Gia đình em ở đây luôn hay là gia đình em ở Ninh Bình? Dạ, gia đình em ở đây luôn. Em đang ở với mẹ ở quận 11. Ừ. Dạ. Dạ. Dạ, anh Tiến ơi, anh Tiến cầm điện thoại để đối diện gương mặt, camera gương mặt đối diện với gương mặt của mình giùm em nha. Dạ, đúng rồi. Rồi. Anh nhìn vô camera phỏng vấn giúp em chút xíu ha. Dạ, dạ em mời anh chị ạ. Tiến ơi, vậy thì là em là học, đang làm nhân viên kỹ thuật sửa chữa các thứ luôn đúng không? Bảo dưỡng, bảo hành luôn, xe khách có vấn đề gì là em sẽ làm cùng với các bạn là kiểm tra đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Là chỉ làm tại Gava thôi hay là tại hãng thôi, hay là có đi ra bên ngoài không? Có chị, thì nói chung là ví dụ như em cũng làm lâu năm rồi, em có cách quen thì em sẽ làm ngoài. Ừ. Rồi cái thu nhập một tháng của mình thì nó khoảng bao nhiêu? Thì nó khoảng từ 18 đến 20 ạ. Ừ. Tùy tháng. Ừ.
Nói chung là tháng nào có việc nhiều thì nó sẽ số khác nữa. Nếu có ý định sau này là lấy vợ để mở ra da riêng của mình không? À, em có ý định đó mà lâu rồi, nhưng mà vướng dịch Covid là em tạm ngưng. Tại đợt em tính làm nhưng mà tự dưng đùng cái Covid tới là em ngưng luôn, em không làm. Em có dự định lâu rồi nên chưa làm được. Không có dịch chắc cũng làm chủ rồi. Thì sao thì em có mấy anh chị em? Dạ có hai chị. Em là lớn hay là nhỏ? Em là lớn. Nếu theo người Bắc là em là trưởng họ. Anh cả để trưởng họ luôn hả? Cháu đích tôn hả? Dạ cháu đích tôn á. Còn ba thì sao? Ba, bố em á? Ba mất rồi. Ba em mất được 20 năm, hai mấy năm rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Sao ba em lại em trai hay em gái? Dạ em còn một đứa em gái, nhỏ hơn em 2 tuổi nữa. Em gái nhỏ hơn em 2 tuổi lấy chồng chưa? Dạ chưa. Mẹ em với này, hai anh em là sống ở Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? Dạ em sống ở Sài Gòn được 23 năm rồi chị. Là bố em mất ở trong này hả? Không, bố em mất ở Ninh Bình. À, bố mất người quê xong rồi ba mẹ con mới vào đây. Dạ, đúng rồi. Rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì Tiến? Em này, em nghĩ điểm mạnh chắc em dễ hòa đồng. Nói chung là cũng vui vẻ với hòa đồng thôi. Còn điểm yếu em nghĩ chắc là em hơi nóng tính với thẳng tính. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Hát hò gì được không? Em thì em nghĩ chắc em cũng biết chút chút thôi, nhưng mà nhiều khi giờ em ngồi trên xe cũng khách thì nhiều khi chắc cũng không tiện thôi. Mà đang ngồi trên xe của khách hả? Dạ, đang ngồi trên xe của khách hàng nên người ta có camera ghi lại á, nhiều khi mình thấy cũng không được. Nhảy nhót hát hò thì cũng không được đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó có cái đó đúng không? Dạ nói chung cũng biết chút chút thôi, hát cũng không hay lắm đâu. Rồi vậy thì lúc nào mà lên chương trình là hát nha. Rồi tình trường thì sao? Em cũng không biết sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng hết rồi. Sao là sao là sao? Thì em quen được em quen tìm hiểu thì hai ba người thì người ta tự dưng người ta im lặng, người ta đi lấy chồng hết rồi chị ơi. Vậy hả? Được bao nhiêu mối rồi? Chắc hai mối rồi chị ạ. Hai mối. Rồi ấy bao nhiêu lâu rồi, độc thân bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng lâu rồi chị, 5-6 năm vậy rồi. Tại vì nhất thì có người như thế nào? Đây 4 năm á. 4 năm. Dạ, 4 năm mà có đợt liên hệ em, chắc em lúc đó em đang bận nên em không nghe được. Rồi lấy muốn tìm mẫu người đi, tìm mẫu người về ngoại hình, về tính cách, về tuổi tác đi. Nói chung là em thì hơi trẻ lắm. Nói chung là đầu tiên em đặt tiếng về lễ giáo chứ đã. Mà sao? Lễ phép á chứ. Thứ hai là chịu khó làm ăn là được rồi. Lại là cho mình thật mình hơi không quan trọng vấn đề. Ngoại hình cao thấp mập ốm sao? Em nghĩ chắc trên 1m50 được rồi. Đừng có mập quá thôi. Tại em mập mà hai đứa tròn đúng hai cái bụng vịt mệt lắm. Em cao bao nhiêu mà nặng bao nhiêu ký? Em cao 1m73. Nặng 76 kg. Thì bình thường mà đâu có tròn gì đâu. Thấy cũng mập lắm. Rồi, về tuổi tác thì sao? Em nghĩ chắc
tầm tuổi em hoặc lớn em 1-2 tuổi cũng được. Rồi nói là 1-2 tuổi cũng được rồi. Về công việc, về về quê quán. Quán em không có cần, em không có xác định vùng miền. Vùng bảy hỏi đúng là đúng. Tại vì nhiều khi công việc em nhiều khi nó cũng bất ưng lắm. Em cũng đang ở nhà, nhiều khi khách có việc gì khách gọi hay là nhiều khi em lại cũng phải xách xe em đi, nên là trong thành phố Hồ Chí Minh là thuận tiện nhất cho em. Tức là không quan trọng quê quán bạn đó ở miền nào, nhưng mà là ưu tiên là làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Đúng rồi. Làm việc có định hướng ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tại vì em có làm đâu không? Em cũng chuẩn bị có hết đầy đủ rồi nên không gặp. Chuẩn bị hết đầy đủ là có nhà rồi đó hả? Dạ. Là cái nhà ở quận 11 là nhà em hay là nhà mẹ? Nhà em ạ. Là chung cư hay là nhà riêng em? Dạ, nhà chung cư thôi. Ok. Được rồi, ok, cảm ơn Tiến nha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Chương trình sẽ liên hệ với em khi mà có người phù hợp với lịch ghi hình phù hợp nha. Yeah.